Mới ra tù, nhưng Nguyễn Thanh Sơn, 28 tuổi, trú tại thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, lại tiếp tục thực hiện hàng loạt vụ trộm xe máy đưa qua Campuchia tiêu thụ để lấy tiền đánh bạc. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Phú, An Giang vừa khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Sơn. Được biết, Sơn mới chấp hành án phạt tù 4 năm về tội trộm cắp tài sản. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Cà Mau bất ngờ kiểm tra một tụ điểm đánh bài ăn tiền thuộc xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước, phát hiện 22 đối tượng nam nữ tham gia. Thu giữ tại chiếu bạc và trên người các đối tượng, lực lượng công an thu giữ trên 16 triệu đồng cùng nhiều tăng vật khác. Một điểm chế biến mực tẩm ở phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Những bao mực xà hay còn gọi là mực ma được chủ cơ sở mua lại của ngư dân có giá chỉ gần 30.000 đồng 1 kg. Mực được đổ ra nền đất và dập. Ngay bên cạnh xưởng sản xuất, mực sau khi tẩm ướt phơi ngay bên đường và bên nơi để rác. Đây cũng là loại thực phẩm yêu thích của ruồi. Cái này mình bán đi đâu rồi chị? Cái này mình bán đi đâu? Sài Gòn. Bán ở Sài Gòn hả chị? Mình có tiêu thụ ở đây không? Còn trong kho ẩm thấp chứa hàng trăm kg mực tẩm đã được làm sẵn và có bịch đã lên mốc. Khi cơ quan chức năng có mặt, người chủ đã trốn mất. Theo lãnh đạo Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản tỉnh Bình Định, cơ sở này đã từng một lần nhắc nhở và đã ký cam kết không tái phạm, nhưng bây giờ lại sản xuất chui với quy mô lớn hơn. Tại vì cái địa điểm đó là không có đủ điều kiện. Một là nó thuê đồn biên phòng là không ổn định, thời gian nó không ổn định. Thứ hai là nó ở cái góc, và góc nó rất là nhỏ, nó không có thể là trong điều kiện đó là không thể đủ điều kiện để bố trí cái dây chuyền sản xuất được. Với những trường hợp liên tục vi phạm như thế này, rất cần xử lý đúng quy định pháp luật để ngăn chặn những sản phẩm không an toàn đến với tay người tiêu dùng và cũng tránh ảnh hưởng đến những cơ sở sản xuất uy tín mặt hàng mực tẩm vốn có thương hiệu lâu nay ở vùng ven biển.